Thành xin chào quý vị khán giả của chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Anh Thành ơi, vừa bước vào gian bếp thì em đã cảm nhận được không khí mùa xuân đã tràn ngập rồi đó. Có lẽ là do góc bếp của chúng ta hôm nay trang trí theo phong cách nhà Tết em. Đúng rồi, mà đặc biệt á, em ngửi được mùi thơm từ củ kiệu mà anh Thành chuẩn bị đó. Nhưng mà em hỏi anh Thành nè, đố anh Thành biết tại sao củ này gọi là củ kiệu? Chuyện này thì anh chưa có tìm hiểu, thôi nhờ Ngọc Hương giải thích luôn đi. Dạ, để em kể cho anh Thành cũng như là quý vị khán giả nghe. Ngọc Hương đọc một số tài liệu thì có viết như thế này. Vào đời vua Hùng, có một vị vua Hùng dừng chân ở Phong Châu, Phú Thọ. Khi mà trong một chuyến đi săn á anh Thành, thì nhà vua mới liền sai các vị nương đi tìm những cái loại rau cỏ nào đó để về kết hợp ăn chung với thịt rừng cho nó ngon. Thế là trong rất là nhiều mỹ nương thì có một nàng tên là Kiệu. Thì nàng đó đã tìm được một loại cỏ mà khi mà bỏ chung với lại thịt á, nướng lên, thơm ơi là thơm luôn. Thế là nhà vua mới đặt tên cái loại cỏ đó là lá thì gọi là lá kiệu, còn củ thì gọi là củ kiệu. Nên từ đó về sau tất cả chúng ta mỗi lần ăn kiệu thì gọi là củ kiệu. À, thì ra là vậy. Qua câu chuyện của Ngọc Hương thì củ kiệu đã được sử dụng từ rất lâu và trở thành món ăn truyền thống ngày Tết của người Việt, đúng không? Anh Thành ơi, em kể câu chuyện về loại củ kiệu như vậy nhưng mà em vẫn có một cái thắc mắc là không biết là cứ mỗi năm Tết đến tại sao chúng ta ăn củ kiệu hả anh Thành? À, chuyện này thì đúng là chuyên môn của anh rồi. Củ kiệu thường được muối chua như cách muối dưa hành, ăn kèm với thịt mỡ vừa ngon vừa đỡ ngán lại vừa ấm bụng làm cho không đau bụng nữa. Vì lẽ đó trên mâm cỗ ngày Tết của đại đa số gia đình người Việt đều có món củ kiệu. Hay như vậy á, vậy thì anh Thành chuẩn bị củ kiệu. Em không biết là ngày hôm nay thực đơn của Món Ngon Mỗi Ngày sẽ là món gì với củ kiệu ăn kèm đây. Món ăn hôm nay có phần đặc biệt vì củ kiệu không phải là một món phụ ăn kèm mà là sẽ là một trong những thành phần nguyên liệu chính và đặc biệt chỉ chế biến trong tích tắc. Do đó khi khách bất chợt đến thăm nhà sẽ có liền một món ngon để thích đãi, đó là món gỏi củ kiệu. Với món gỏi củ kiệu, các bạn cần chuẩn bị 100g củ kiệu, 50g khô bò, dưa leo, cà rốt, rau húng lủi, hành tỏi phi, tỏi, ớt bằm, đậu phộng rang giã nhuyễn, ớt cắt sợi, các gia vị thông thường và không thể thiếu giấm gạo Lisa. Trước tiên mình cũng phải cần sơ chế các nguyên liệu cần dùng cho món ăn ha. Dạ. Bây giờ chúng ta sẽ cắt củ kiệu thành thợ nhỏ. Dạ, anh Thành ơi, củ kiệu mình sử dụng trong món gỏi củ kiệu này thì mình sử dụng là loại củ kiệu ngâm chua hả anh Thành? Có một chút bí quyết là mình nên chọn củ kiệu ngâm chua vừa thôi, đừng ngâm quá lâu. Tại khi củ kiệu mà ngâm lâu á thì nó sẽ có độ trong nè, chua nhiều và ít giòn. Và thêm một cái nữa là củ kiệu có hai loại, củ kiệu ta và củ kiệu Huế. Củ kiệu Huế thì nhỏ hơn nhưng mà lại thơm ngon hơn củ kiệu ta. Củ kiệu đã cắt xong á, bây giờ các bạn ướp vào nửa muỗng cà phê đường trộn lên để cho thấm ha. Phần dưa leo thì chúng ta sẽ bỏ ruột cắt thành thanh dài 5cm và dùng dao răng cưa cắt cạnh khoảng 0.5cm. Dạ. Với cà rốt các bạn cũng cắt thanh dài 5cm và cạnh là 0.5cm. Bây giờ anh sẽ sắc nhỏ cái rau húng lủi này. Trong thời gian đó thì anh nhờ Ngọc Hương xé nhỏ cái khô bò giùm anh nha. Dạ. Cho em hỏi, nếu như mà em không thích ăn khô bò, em có thể thay thế bằng khô mực được không anh Thành? Em có thể thay thế bằng khô mực hay là tôm khô đều được hả? Dạ. Bây giờ anh sẽ ướp cà rốt, dưa leo này với một muỗng đường. Dạ. Củ kiệu cũng ướp với đường và cà rốt với dưa leo cũng ướp với đường luôn. Tất cả đã được sẵn sàng rồi, nhưng mà em thấy á, thể mỗi lần mà chúng ta nhắc đến món gỏi thì cái khâu quan trọng nhất vẫn là nước trộn gỏi. Bây giờ thì Ngọc Hương tin là anh Thành đang chuẩn bị để pha nước trộn gỏi. Đúng rồi, bây giờ anh sẽ pha nước trộn gỏi cho em xem nha. Với nước trộn gỏi á, các bạn pha 1.5 muỗng giấm gạo Lisa, 1 muỗng súp đường, 1 muỗng súp nước mắm, chút muối và mình cho cái tỏi và ớt bằm vào nha. Một thứ khoảng 1 muỗng cà phê thôi. Dạ. Sau đó mình trộn lên cho gia vị tan đều. Dạ. Riêng cái phần đậu phộng rang này á, các bạn có thể mua đậu phộng rang sẵn ngoài chợ. Thì khi về sơ chế chúng ta chỉ cần giã nhuyễn thôi là tiết kiệm được thời gian. Bây giờ tới phần trộn gỏi, chúng ta sẽ cho tất cả các nguyên liệu vào ha. Dạ. Cà rốt, dưa leo nè. Kế đến là củ kiệu nè. Đúng rồi. Rau húng lủi cắt nhuyễn nè. Dạ. Cho cái gia vị pha gỏi cho vào luôn. Bây giờ mình sẽ trộn đều lên. Khi nào mình mới cho hành và tỏi phi vào hả anh Thành? À, những cái
nguyên liệu phụ đó mình sẽ để lên trên mặt dĩa gỏi này. Dạ. Rồi bây giờ gỏi đã thấm rồi đó, mình sẽ cho ra dĩa nhé. Dạ. Anh Thành ơi, đúng là chỉ trong tích tắc chúng ta đã hoàn thành xong món gỏi củ kiệu rồi. Bây giờ anh sẽ cho hành tỏi phi lên trên mặt nè. Dạ. Tiếp là cho đậu phộng lên trên mặt ha. Dạ. Và điểm vài cọng ớt sợi lên nè. Dạ. Xanh xanh đỏ đỏ, thơm mùi củ kiệu. Cộng húng lũi. Khoan hơn anh Thành, đúng là chỉ trong tích tắc chúng ta đã có một món gỏi củ kiệu. Màu sắc á, thì đẹp mắt, không biết là chất lượng như thế nào. Anh Thành ơi, anh Thành phải nhanh hoàn thành tất cả các công đoạn đi. Với món gỏi củ kiệu này, các bạn phải dùng ngay sau khi trộn. Nếu để lâu khô bò mềm sẽ mất ngon. Bây giờ anh mời Ngọc Hương dùng thử miếng gỏi củ kiệu nha. Dạ. Cảm ơn anh Thành. Anh Thành ơi, món gỏi củ kiệu á, khi mà cắn một cái á, đầu tiên á là cảm giác giòn tan trong miệng luôn. Kế đến là vị chua chua, ngọt ngọt, thơm thiệt là thơm mùi củ kiệu. Em nghĩ á, vào những ngày Tết á, khi mà chúng ta đã ăn rất là nhiều thịt cá rồi, thì gỏi củ kiệu đúng là vui món ngon mà trọn ngày Tết đó anh. Vui món ngon trọn ngày Tết. Quý vị khán giả hãy viết thư về cho chương trình Món Ngon Mỗi Ngày ở hộp thư số 620 Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, hoặc gọi điện thoại đến trung tâm tư vấn khách hàng của công ty Ajinomoto 083 823 7557. Còn bây giờ Ngọc Hương và anh Thành xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại.